Chào các bạn, mình là Thanh Nga, chuyên gia tham vấn tâm lý. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn về những kỹ năng, những cái kiến thức rất hay và rất bổ ích về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau nói về một cái chủ đề, đó là rất nhiều bạn nữ thắc mắc với mình là tại sao những cái cô gái hư lại quyến rũ như thế, tại sao những cái anh chàng lại thích những cô gái hư như vậy, trong khi mình là những cô gái ngoan rất là đàng hoàng mà những anh ấy lại không lựa chọn, mà anh ấy lại lựa chọn những cô gái hư đó, anh ấy lại bị những cô gái đó quyến rũ. Thậm chí là những người đàn ông đã có gia đình rồi, họ vẫn bị những cô gái như vậy quyến rũ và họ bỏ vợ bỏ con để chạy theo những cô gái đó. Và những cái bà vợ ở nhà thì rất là thắc mắc, không biết tại sao là chồng của mình lại đi theo những người con gái hư hỏng như vậy mà không ở lại với mình, trong khi mình là người con gái ngoan, mình rất là đoan chính, mình rất là biết chăm sóc cho gia đình và lo lắng cho những đứa con. Vậy thì tại sao nó lại như vậy? Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn rõ. Nó sẽ có một số cái nguyên nhân làm cho những cái cô gái hư này hấp dẫn. Nguyên nhân đầu tiên là cô ấy trước hết là người cực kỳ tự tin vào bản thân mình nha các bạn. Đó là những cái cô gái mà cô ấy biết mình đẹp ở chỗ nào, cô ấy biết mình mạnh ở chỗ nào, cô ấy biết làm cho mình cảm thấy mình tự tin hơn khi ở bên cạnh một người nào đó, và đặc biệt là ở bên cạnh một người đàn ông thì cô ấy lại càng tự tin hơn nữa. Và các bạn biết không, cái sự tự tin của một người phụ nữ đó, nó là một cái nét quyến rũ, một cái nét quyến rũ cực kỳ đối với những người đàn ông. Nhất là những người đàn ông mà trước giờ họ sống trong một gia đình cứ êm đềm, cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Vợ mình cũng mấy năm nay cũng chỉ một kiểu như vậy, một kiểu tóc, một những cái kiểu đồ nhất định. Tự nhiên thấy một cô gái tự tin, xinh đẹp mà hư hỏng một chút nữa, rồi các anh ấy sẽ bị hấp dẫn, bị thu hút ngay bởi những cô gái đó. Nguyên nhân thứ hai là do cô ấy có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì những cô gái hư thường là những cô gái mà họ trải qua nhiều cái mối quan hệ rồi, cho nên chắc chắn về cái câu chuyện về chăn gối, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, họ hiểu được người đàn ông hơn, họ hiểu được rằng chính xác rằng người đàn ông đó thích gì, người đàn ông đó cần gì. Do đó thì họ dựa trên những cái kinh nghiệm của họ. Và một người cô gái dù có hư hỏng hay không, dù có ngoan ngoãn hay dù có hư hỏng, mà cô ấy giỏi trong chuyện chăn gối thì chắc chắn rằng sao ạ, 70 đến 80% là cô ấy thắng rồi đó. Là cô ấy đã có sức hấp dẫn, đã thu hút người đàn ông rất nhiều. Cái sức hấp dẫn đó nó tăng lên kỳ lạ khi một người phụ nữ giỏi chuyện chăn gối nha các bạn. Nên trong mối quan hệ vợ chồng dù lâu năm đi nữa thì các bạn vẫn phải luôn luôn học hỏi những cô gái hư ở điểm này. Là mình update những cái kiến thức mới về phòng the, mình update hết tất cả những điều đó để sao ạ? Để làm cho chồng mình cảm thấy mình mới mẻ hơn trong chuyện đó. Thế thôi. Cái điều thứ ba là cô ấy không bao giờ để cho những cái cô gái hư như vậy, không bao giờ để cho mình dễ bị nắm bắt. Những anh chàng cứ suốt ngày cứ đi săn đuổi cô ấy thôi. Người ta nói là gì? Theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo mà. Cô ấy không có làm cho mình lệ thuộc vào một anh chàng nào. Cô ấy vẫn để cho cái người đàn ông này biết là có nhiều người theo đuổi tôi đó, có rất nhiều người theo đuổi tôi ở đằng sau đó. Anh mà anh không chạy nhanh, anh mà anh không chạy giỏi á, thì những người đó sẽ vượt qua anh. Tôi sẽ cho những cái người đó một cái cơ hội để vượt lên anh. Như vậy thì sao ạ? Anh ấy phải cố gắng hết sức mình, anh ấy phải luôn luôn chạy theo cô ấy. Mà các bạn biết không, bản tính của người đàn ông là bản tính của người đi săn. Họ cảm thấy thú vị, họ cảm thấy vô cùng phấn khích khi phải theo đuổi một cái gì đó mà họ chưa bao giờ, họ chưa từng đạt được. Chứ không phải là những cô gái ngoan cứ tỏ tình một hai lần rồi lại đồng ý ngay. Thì như vậy thì cái sự săn đuổi của họ nó không được đáp ứng. Họ không thích điều đó. Chúng ta cũng nên học hỏi những cô gái hư một phần trong cái đặc điểm tính cách này. Tiếp theo là họ thường là họ thông minh và họ biết những gì mà họ muốn. họ biết chính xác những gì mà họ muốn luôn. Trong khi những cô gái ngoan thì nhiều khi mình muốn gì mình cũng không biết. Suốt ngày mình cứ hy sinh, mình cứ hy sinh cho gia đình, hy sinh cho con cái, hy sinh mọi thứ. Nhưng rồi mình muốn gì? Mình muốn gì và mình cần đạt được cái gì trong cuộc đời này thì mà các bạn lại không biết. Trong khi những cô gái hư họ đưa ra những cái tiêu chí rõ ràng luôn. Họ có tiêu chí, ví dụ như người yêu của tôi phải đạt 5 tiêu chí. Đẹp trai, giàu có, ga lăng hay là biết quan tâm, có nhà có cửa gì đó. Thì những cô gái này có những cái tiêu chí rõ ràng. Cô ấy biết chắc chắn những cái gì mình muốn và cô ấy đưa ra những cái tiêu chí đó. Anh để có được tôi, anh phải đạt được những cái tiêu chí này của tôi. Và bởi vì tôi cũng là một người đắt giá, tôi cũng là một người có nhiều người theo đuổi, cho nên là anh phải cố gắng để đáp ứng được những cái tiêu chí này của tôi. Rõ ràng, rành mạch về những gì mình muốn. Tiếp theo là họ rất là cởi mở. Họ không ngại học hỏi những cái điều mới lạ. Nhất là ở trong mối quan hệ thì họ không ngại học hỏi những cái cách mà để làm mới mối quan hệ. Họ không ngại học hỏi những cái cách làm mới bản thân mình, như là một cái xu hướng ăn mặc mới, một cái kiểu tóc mới, một cái cách nói chuyện mới, hay là một cái tư thế mới trong sách chẳng hạn. Họ luôn luôn đổi mới và cứ mỗi lần mà anh chàng này gặp những cô gái đó thì anh ta lại thấy sao cô gái này thay đổi, cô ấy lại đẹp hơn, cô ấy lại thú vị hơn, cô ấy lại lôi cuốn, cô ấy lại cuốn hút hơn. Và đương nhiên rồi, những cô gái như vậy thì sao thu hút đàn ông. Tiếp theo là cô ấy biết được cái giá trị. Cô ấy bởi vì tự tin nè, bởi vì thông minh nè, bởi vì sẵn sàng học hỏi nè, cho nên những cô gái hư này biết những cái giá trị của bản thân mình. Cô ấy biết, khi mà biết giá trị rồi thì cô ấy biết tận dụng những giá trị nào mà cô ấy sẵn có. Cô ấy sẵn sàng học hỏi những cái giá trị tốt đẹp từ người khác và áp dụng vào chính bản thân mình. Và khi ở gần một người phụ nữ có giá trị, đương nhiên nó sẽ khác với một người phụ nữ không có giá trị chứ các bạn. Một người phụ nữ có giá trị họ sẽ thu hút hơn, họ sẽ trở nên đáng giá hơn. Mình có một cái video là mình cũng mới up 1-2 ngày trước đây thôi, thì các bạn có thể tham khảo cái video đó. Đó là đàn ông hối tiếc gì sau khi chia tay. Thì anh ấy hối tiếc một cô gái có giá trị. Đầu tiên là mình đã khẳng định trong video đó là anh ấy sẽ rất là hối tiếc những cô gái có giá trị. Và những cô gái hư rất biết tạo nên những giá trị cho bản thân, rất biết làm cho người ta cảm thấy mình có giá trị. Đó là những cái điều mà các bạn nên học từ những cô gái hư. Không nhất thiết là mình trở nên hư hỏng để mình thu hút đàn ông đâu, mà bạn phải xem là những cô gái hư này đặc tính của cô ấy là như thế nào, và mình có thể học hỏi những cái điểm, học hỏi những cái hay, những cái tốt từ những cái cô gái hư này để hoàn thiện mình hơn, để áp dụng vào cuộc sống hôn nhân của mình, để làm cho nó thú vị hơn, làm cho nó thi vị hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.